Đây các bạn cứ hỏi mình là ở bên Đức này có bán cái lô tô ở bên cái vé xổ số. Đây là gọi là vé xổ số đây các bạn, lô tô là nó vào trong nó mua các bạn ạ, chứ nó không phải như ở Việt Nam vào trong cái mua mà gạch luôn. Còn đây là cái cửa hàng bán thuốc các bạn, thuốc tây. Cửa hàng này là bán kính này các bạn này. Đây là bán kính. Và đây là cửa hàng bán hoa này. Nhanh có bị rung không các bạn, rung các bạn cố gắng nhé. Đấy, tàu đang đi về trung tâm đấy các bạn. Kiểu hàng quán bán tập trung khác nhau các bạn. Cây nó hoa đẹp lắm các bạn, rất đẹp. Mình cũng quay nhưng mình chưa cho lên. Trời ơi lạnh quá, bây giờ mình phải ra cái chỗ nó có ánh nắng không, lạnh lắm. Cái cửa hàng xổ số nó trong ra nó nhìn nó mắc, nó không cho quay. Ở Đức này người ta khó khăn, họ không cho quay đâu, quay cái gì cũng khó khăn lắm, không được phép quay mà quay nó còn kiện ấy. Như đây nó nhắc mình là tắt ngay nhưng mà nó không ra, nếu nó ra mà nó bảo là mình tắt ấy. Đấy các bạn thấy không? Chim chóc heo hót chó von. Đây chỗ này vắng không hề có người các bạn. Không hề có người một tí nào. Trời ơi, làm YouTube vất vả lắm các bạn ạ. Suốt ngày lo quay video cho lên, rồi lo cho lên không biết là mọi người có hứng thú xem cho không. Mệt mỏi lắm. Không biết đây là cái nhà gì đây, không biết họ bỏ không hay là vẫn dùng. Cái nhà gì đây, nó hơi rung rồi các bạn cố gắng xem nhé. Mình đi bộ mà không có chống rung, nhiều khi mình quên mình cái lia nó hơi nhanh các bạn. Chịu khó xem nhá.
Các bạn nhìn đây. Cái bác đỗ xe đây người ta cũng phải quy định này. Đây cái biển nhá. Biển nó ghi là với giờ này từ thứ 2 đến thứ 6 8 giờ đến 20 giờ. Thứ 7 là từ 8 giờ đến 20 giờ. Đấy là phải có kha thơ này. Và nó có cái chữ B1 là cái cho những người mà dân người ta ở đây, người ta đăng ký thì không có tiền. À không phải không có tiền mà họ mua thì là phải có cái thẻ. Phải có cái thẻ để trong xe. Thì mới người ta đi người ta kiểm tra mới không bị phạt. Còn nếu mà đỗ xe ở đây ấy, mà không rõ ràng là họ phạt. Phạt đấy các bạn. Đây này, ví dụ như cái thẻ này. Cái này đây. Cái này đấy, cái xanh xanh này. Phải cài ở đấy. Đấy ví dụ thế, nhưng mà mình chỉ quay thế thôi các bạn. Quay người ta nhìn thấy người ta bảo mình làm gì quay xe của họ. Nguy hiểm lắm, còn cái xe này họ đỗ đây là trái phép thôi các bạn. Mà hôm nay thứ bảy nhá, mà nhiều khi thứ bảy người ta cũng đi kiểm tra đấy. Rất là nguy hiểm. Xe này chắc là tối họ về muộn. Tối họ về muộn nên là họ đỗ. Đấy, các bạn thấy vắng vẻ. Vắng vẻ chim hót béo ngon. Như ở miền quê ấy nhỉ. Chim chóc hót béo von. Đây là mình đi ra ngoài, không phải giữa trung tâm nữa đâu các bạn. Ra ngoài nhưng mà không phải bên ngoài thành phố, vẫn là trong thành phố. Nhưng mà nó không phải ở giữa trung tâm. Người nó vắng vẻ như này đây. Đây là một cái IEM mà không hiểu nó là cái gì. Thôi mình không thích tìm hiểu. Ra đọc tìm hiểu nhưng mà thôi. Trong kia là cái bãi kia là cái chỗ mà người ta cho thuê xe đấy các bạn. Vào chỗ trung tâm của nó, chỗ không phải trung tâm mà vào cái chỗ nó ngồi nó làm giấy tờ làm việc ấy, cho thuê đấy. Là mình vào mình làm giấy tờ xong nó đưa chìa khóa cho mình, là mình ra đây mình tự lấy xe đi xong rồi khi mà về thì mang xe vào đấy giả. Xong rồi mang chìa khóa đến giả cái chỗ văn phòng ấy. Đấy. Ở đây nó làm việc nó không có khó khăn. Nó khác lắm. Nó đơn giản nhưng mà nó rất là chặt chẽ các bạn. Chặt chẽ lắm. Chỉ cần mình đi xe như thế nào là nó biết. Và bao nhiêu cây số này. Rồi những cái người mà người ta thuê xe, người ta phải tự trả tiền xăng. Bao giờ người ta đi về ấy, là người ta bơm đầy bình xăng. Thì đến cái người sau họ thuê ấy, thì cái người sau mà thuê ấy, thì lúc đi về cũng phải bơm đầy bình xăng. Xăng phải tự trả các bạn. Mình chỉ trả cái tiền thuê xe thôi. Ở kia là cái quán người Việt Nam. Ở đây. Đây cũng là cái quán người Việt Nam đấy các bạn. Ông nông sai thiên môn thác 17 đến 23 điên thác vua thác mít thác.
Feiertag. À, 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 và 17 giờ 30 đến 23 giờ 30 đấy. Cái giờ mở cửa đấy. Là phải mở đúng như thế các bạn. Không như Việt Nam à. Việt Nam thích mở đến bao giờ thì mở. Đây không. Đây cũng như quán, nhưng mà đây quán của mức của Tây hay là của người nước ngoài ấy, không phải của Việt Nam các bạn. Việt Nam bên kia thôi. Còn đây là, đây là cái chỗ bán DN đấy các bạn. DN. Cái thịt cây này nó quay, nó nướng xong bắt đầu là nó thái xong rồi nó kẹp vào trong cái bánh mì các bạn. Ok các bạn nhé. À đây nhìn xem này. Đây này. Các bạn nhìn nó vắt đồ này, đồ người ta vắt này. Đấy. Nhiều cái nó vắt đồ cũng rất là đẹp. Nhiều cái thì người ta dùng cũng rích thì rinh. Không thể tưởng tượng được người ta mới vứt các bạn. Cây hoa này màu trắng này đẹp ơi là đẹp các bạn. Lan tàn này, nó cũng cũ đang tàn các bạn. Ok nhé, bye bye các bạn nhé, video nó dài rồi.